nhà mình nha. Chúc cả nhà mình một ngày tốt lành. Nhớ là mua xe ủng hộ em Ngọc nha. Hôm nay Ngọc sẽ báo giá xe cho mình một số dòng xe Exciter 150, 155 của 23 và 24 nha. Đầu tiên là em này đi. Đây là 150 phiên bản Limited. Mình sẽ gọi cái này là xanh quân đội nha. Bạn nào không biết gọi màu á, chụp màn hình nhắn qua Zalo Ngọc báo giá cho. Em này 43 năm. Gọi trước Ngọc mất 2 triệu là còn 41 năm nha. Hiện tại Ngọc đang có thu của đổi mới nè. Giao xe tận nhà, hỗ trợ không trả trước và hỗ trợ nhà hồ sơ online. Khách nợ xấu trả trước 30% hoặc bao đậu luôn nha. Ở đây là có em bạc, cam, đen. Đây cũng là màu limited luôn, màu jean. Cũng 43 năm luôn ha. Rồi tiếp theo ở đây, xám, màu xám này. Hai phiên bản này giống nhau nha, nhưng một cái màu bạc, cái màu xám. Cũng đồng giá luôn, 41 năm, nếu liên hệ trước cho Ngọc ha. Rồi ở đây là có cái em này. Đây là xanh bạc, xanh bạc pha với xanh ngọc. Cái này là có khách đặt á, thì mình Ngọc có sơn vậy á. Mình mà có ý tưởng gì đó thì mình cứ liên hệ Ngọc đi. Có gì Ngọc sẽ lên mà hiểu hết thôi. Bản này 45 nè, bước 2 là còn 43. Rồi tiếp theo là dòng 155 của phiên bản 2024. Đây là bản màu xám xanh. Đây là bản có ABS nè, có khóa thông minh, có cổng điện thoại luôn. Em này hiện tại là 50, gọi trước Ngọc bước 2 là còn 48 ha. Rồi tiếp theo là màu trắng nè. Bản này cũng đồng giá luôn, 48 triệu. Và đây là em này. Em này là có khóa thông minh, có cổng điện thoại nhưng mà không có ABS. Bản này là 46, nếu liên hệ trước cho Ngọc nha. Rồi tiếp theo em này. Em này thì mềm hơn nữa, khóa chìa 43, nếu mình liên hệ trước cho Ngọc. Giá Ngọc báo này là giá Ngọc đã bớt 2 triệu cho mình rồi nha. Còn đây hai em này là hai màu 3D. Một em là xám xi măng với một em là trắng đỏ Jet Bull. Hai bản này là phiên bản 24 nè. Tại có nhiều khách kêu là sao không thấy chị lên màu. Thì đây là bên Ngọc mới lên. Tại vì đa phần cái bản độ á, là khách thích lấy 23 nhiều hơn. Cho nên là bạn nào mà có quan tâm hay thích cái dòng 24 này thì có thể đặt ha. Bạn Ngọc lên cho nha. Hai bản này 50 nha, giá đã bớt nha. Và tiếp theo Ngọc sẽ quay cho mình dòng 155 của 2023. Đây là màu trắng ngọc trai nha, phiên bản giới hạn màu jean. Có khóa thông minh, có cổng sạc điện thoại luôn. Bản này là 44 năm nè, gọi trước Ngọc bước 2 là còn 42 năm. Giá quá mềm đúng không nè. Rồi ở đây Ngọc có độ thêm nha, chebo nè, ba ga, bao tay tay thắng. Đó, thì mấy cái phụ kiện độ này là mình tính thêm ha. Rồi tiếp theo, em này là em màu xám, xám vàng kết hợp với lại bánh mâm màu cam. Đó, để cho xe mình trông nổi bật hơn. Bản này mình lấy phiên bản khóa thông minh là 45, gọi trước Ngọc bước 2 là còn 43. Ngọc hỗ trợ trả góp, đưa trước khoảng 5 triệu. Muốn lấy cà vịt gốc mình trả trước 30%, nhận ngay cà vịt gốc nha. Ngọc đang có hỗ trợ thu của đổi mới á, có xe cũ nên tới Ngọc thu lại cho nha. Rồi tiếp theo bên trong này là Ngọc có xám, xám cam đen. Cái xe này có đèn bi cầu nữa, mình có hết độ bi cầu thì bên Ngọc độ cho nha. Rồi tiếp theo là bản này là bản 24 nè, bản Ngọc quay rồi. Đây là xanh lục bảo, trắng đỏ Movista. Đây là phiên bản kỷ niệm nè, đó, kỷ niệm 60 năm. Bản này hiện tại là 44 năm nha, liên hệ trước Ngọc bước 2 là còn 42 năm nha. Và đây một em nữa, em ít kinh, em này đang được mong đợi. Ngoài màu này ra thì Ngọc còn xanh GB và xanh Ngọc. Em cái này hiện tại Ngọc đang để với giá là 43.500.000. Tất cả các xe ở đây khi mình lên mua đúng không? Mình liên hệ đặt lịch trước, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu so với giá bán tại cửa hàng nha.